Chúa nhân từ và xin đức mẹ cầu cầu với Chúa cho chúng ta có một người đặc biệt nhờ con cầu nguyện cho gia đình. Nên xin Chúa mẹ và các thánh đoái thương dẫn dắt định hướng con cháu sống đạo, sống đẹp lòng Chúa, gia đình sum vầy hạnh phúc. Trong giờ hành hương này có 157 người xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ, có 24 người xin thêm đức tin cậy mến và giữ đạo, 8 người hướng xin ơn hướng dẫn cứu giúp trong cơn gian nan khốn khó, 40 người xin cho con cái chăm ngoan học giỏi vâng lời, 291 người xin ơn bình an mạnh khỏe cho bản thân gia đình, 37 người xin cho gia đình hạnh phúc mà thật thương yêu nhau, 42 người xin ơn chữa lành bệnh tật thể xác và tinh thần, 1.122 người xin cho công ăn việc làm thuận lợi, thánh hóa công việc, 4 người xin có ơn gọi và bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa, 20 người xin thi đậu, xin ơn soi sáng học hành tấn tới, 7 người xin tai quan đạt khỏi vượt khó khăn. Nhờ lời đến mẹ chuyên cầu, mười người xin được mọi điều may mắn, 12 người xin bỏ tính hư nết xấu, xin ơn thánh hóa bản thân, 10 người xin ăn năn trở lại, xin ơn hoán cải, 2 người xin ơn nhận biết Chúa và vào đạo Chúa, 5 người xin được bạn đời và hôn nhân tốt đẹp, 12 người xin có con và sanh nở bình an đúng ngày, 5 người xin giấy tờ được thuận lợi phỏng vấn đầu, 4 người xin được đoàn tụ có tin tức người thân, 3 người xin lấy được nợ tìm được của mất, 11 người xin bán được nhà đất, 9 người xin trả được nợ nần, 1 người xin ơn chết lành, 37 người xin mẹ chuyển cầu cho các linh hồn, và 90 người xin ơn như ý và những ý nguyện khác. Nhờ lời đến mẹ chuyển cầu, chúng ta đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lập nghiệp thân đồng trên Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy thứ yêu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dược lòng chúng con trong ngày vất vả, thì con này xin mẹ dù lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các ơn các dỗ, khi sao phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chiên, lạy mẹ hay thương, xin cho Osira chạy đến cùng mẹ luôn luôn, con tin rằng con xin em chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ con, xin mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn xin ăn cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo, hỏi cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin và hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn về đổ đến cùng, lạy mẹ yêu dấu hãy thương dấu, xin mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho hội thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngủ. Thánh Maria lấy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bằng cho con, lấy thánh ăn phong số là
Thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những thi thiêu thư trên trời kính cùng Đức Bà Maria. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha đã sanh, thương Cha chỉ em, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước ta ở mọi lì lượng, để Giê-xu con mong bà một phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này là trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ta đọc tin dân gia đình đầu năm mới. Lời Cha rất nhân từ, trong những ngày đầu xuân, gia đình chúng con đến đây sắp mình chưa cô nhân Cha. Càng tạ Cha đã ban cho chúng con một năm qua với biết bao học ân kỳ diệu và với tình thương săn sóc vỗ về. Tạ ơn Cha đã không bao giờ bỏ rơi chúng con và cho chúng con biết đứng lên sau những lần học ngã. Chúng con xin Cha ban ơn đền án trong năm mới. Xin Cha nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng con, ban niềm an vui cho những người còn sống và hạnh phúc vĩnh cửu cho những ai đã qua đời. Xin Cha thương chúc lành cho công ăn việc làm của chúng con mỗi ngày. Chúng con nguyện trung tín với lời của Cha và sẽ luôn thủy chung thương yêu nhau. Chúng con nguyện chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khó với tất cả tâm tình yêu bên cạnh trông. Chúng con xin phó thác gia đình chúng con trong tay Cha. Amen. Xin kính mời cộng đoàn ngồi xuống. Linh điện Đức Mẹ Cứu Giúp nổi tiếng và nhiều người biết đến là nhờ một phần đóng góp rất lớn và quan trọng của một linh mục dòng chữ quốc thế. Xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em Cha Phêrô Thành Tâm thuộc tu viện dòng chữ quốc thế Sài Gòn, người con đặc biệt đã lãnh nhận ơn của Đức Mẹ. Con kính mời Cha ra và cho một con được những lời rất quý mến của Cha. Chúng con xin một tràng tay thiêng lớn đón chào người Cha thân yêu của chúng ta. Trước khi chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi để bổ sung thêm những cái ơn huệ mà người anh của tôi đây đã hướng dẫn, thì bây giờ trước tiên là cho tôi được có lời chào Đức Cha Stefano Chiu Thiên, tức là giám mục ở Cần Thơ, và đồng thời cũng kính chào Cha Giuse Đức Quý Ngọc Bích, tức là bề trên dòng chú thế và bề trên đỉnh dòng chú thế của chúng tôi. Kế tiếp xin có lời chào đặc biệt những anh em bên lương mà đến đây để cầu sơ chúc mẹ, cũng như là những anh em ở nước ngoài mới về chúng tôi được đọc sáng hôm nay, để tôi xin cho lời chào mừng và cuối cùng là chào tất cả anh chị em kính hữu đang có mặt ở đây. Vâng, xin anh chị em cũng lưu ý những cái gì tôi chia sẻ đây, nhưng mà có những anh em đã được nghe cách đây 10 năm rồi nhưng mà em quên rồi. Một phần mà những anh em này tu tiên
chấp nhận là anh chị em có quyền để điều tra thêm những cái lời hay là những điều mà tôi nói sau đây. Vâng, đó là về cái vấn đề thứ nhất là không phải tôi là một ông, một linh mục mà người đưa lương mẫu về Đức Mẹ, yêu thương Đức Mẹ. Chắc anh chị em cũng biết nào chứ, chứ biết rồi chứ. Tức là cũng được được thôi, cũng là cũng như các cha khác, cũng lần hộ đại gái thôi. Thì nó xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 10 năm. Để tôi chia sẻ đi cái nhau mới mẹ hơn. Anh chị em ơi, cái điều mà tôi muốn nói với anh chị em đó là Đức Mẹ đã thương yêu dân tộc Việt Nam có cách đặc biệt. Nhận chứng nha, anh chị em đang nghe nói nhiều về Đức Mẹ lộ Đức phải không? Hình như nhà thờ nào của anh em cũng thấy con tự Đức Mẹ, cái giả dọn chúng thấy con vậy, cái tự Đức Mẹ lộ Đức. Mà ơi, 60 năm về trước, 60 năm nha, kiếm coi anh chị em chịu khó mà nghi ngờ đó. Con về cha tướng rồi, nói con tô, nói con sắc, mắt con chứng 60 năm trước đó, ở tại linh địa, ở ngoài miền Trung. Ở đâu? Là bạn Lan Giang nha. 60 năm hiện ra cho bà Tập Sưu-hi-bút ở nước Pháp, một cường quốc. Đứa mẹ đâu có tôi, nó có quên nhiên tộc Việt Nam của chúng ta. Là 60 năm trước, chưa hết anh em chị em ơi. Cái gia đình anh chị em cũng nghe nói đứa mẹ Fatima. Mà 32 năm trước đó, đã một lần đứa mẹ can thiệp để gìn giữ một nhóm người mà đã giúp ơn nơi nhà thờ Trà Kiểu ở miền Trung Đà Nẵng. Anh chị em nhớ, tôi nhớ mạnh nha, anh chị em có nào học á thì hãy về nghe đi, tôi vừa nói đó. Còn những nghi ngờ á, đã cứ coi sự giữa cái Đức Mẹ ra Fatima cho ba đứa trẻ thì đó là 34 năm về trước đó, Đức Mẹ không có quên dòng Chúa thấy gì đâu, cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Đã chưa rồi? Chưa. Anh chị em thấy nghe, Đức Mẹ đã, có lẽ anh chị em người nào đó cũng có một thời hay một dịp nào đó đi về Mễ Du, tức là Nam Tư cũ. Rồi một cái tư đó cũng đối với Việt Nam chúng ta là cường quốc chứ không phải nhỏ nha. Ở vậy cái câu hay gì, xin lỗi anh chị em nhớ cho biết rồi. Chứ cái là anh chị em đang có ở xa đây nè, anh chị em cũng có lòng sùng cái Đức Mẹ Mễ Du. Cách đó 31 năm, Đức Mẹ hiện ra đâu? Ở tại đây, qua cả Đức Mẹ Hằng Cư giúp La Mã Bến Tre. 34 năm về trước, Đức Mẹ có một cái can thiệp nào đó qua trung gian một mấy người mình gọi là thị nhân á, thì rõ là Đức Mẹ đó có chế hay là hợp là bỏ quên những cái dân tộc Muslim thờ đạo như mình á. Xin lỗi à, chưa hết đâu. Như các bạn trẻ sẽ thấy rõ nha, tức là cái sự kiện mà Đức Mẹ ở Tà Bao Phan Thiết Tánh Linh, nó mới xảy ra sau 42 năm, 49 năm gì đó của cái sự kiện Đức Mẹ hiện ra qua cái bức ảnh linh thiêng đó ở tại đây. 40 mấy năm sau nó mới có phong trào gọi là Đức Mẹ Tà Bao. Chưa kể anh chị em đã có nghe nói về Đức Mẹ Mê Công phải không? Oh my god, chị trời ơi,
Cái lỗi tôi lỡ rồi. Từ rồi tôi đứng mẹ mấy công là mới bộ dạy năm sau này. Chứ nó có vai trò được với cái kê và đức mẹ. Và phải đi bắt ít đức mẹ ta bà nó đứng trẻ này đâu. Chưa kể là nợ đức mẹ mà nó đen. Đó, có nhiều trường hợp khác là như vậy. Nhưng mà thôi, tôi kể lại vậy tôi cũng thấy thầm có hơi tuổi. Tức là dân tộc Việt Nam ai cũng có một chút nào đó là sinh ngoại. Cái gì đồ ngoại là ngon á. Con phải đổ lỗi nó đi đi cho thể đức mẹ. Cái hình ảnh đức mẹ đây nè, nó xảy ra đây vậy. Thì cái đồ xịt không phải là đồ ngoại. Nên không có tình thiêng, không có linh. Thành ra giờ đó tôi rồi kết luận là đức mẹ cũng thu buồn. Nên tụi bay không tin trời phải không? Tụi bay xin đồ ngoại phải không? Thì thôi đức mẹ bay muốn đi chạy đâu không được. Thì vô tao cũng buồn. Thành ra ta chạy ra ngoài phần thiết tánh linh. Nói chung là thôi. Vậy thì cuối cùng anh chị anh thật bên. Cái sự diễn của anh chị anh ấy quả thật là cảm động vô cùng. Nhưng mà anh chị nhớ cho. Không phải là đây là lời những nói của một người mà đạo đức đâu. Những người có thể nói được, có đẹp, có thể nói được là hơi mê mốt. Nhưng mà được đến mẹ đã làm phép là chỉ có quá bộ phần nào. Còn nhiều cái vấn đề khác muốn chia sẻ với anh chị em rất nhiều. Nhưng mà đã xin hẹn một dịp khác nha. Còn giờ xin chào tất cả chị em. Xin một chào mắt anh thiệt lớn nữa. Nhìn lòng yêu mấy người cha là tao mới cộng đoàn tử thư chúng ta và ngày nát chúng ta nào dường đức mẹ. Và giờ đây xin cảm ơn cha Phê Vương Thành Tâm và cộng đoàn chúng ta lắng động trong ít phút để chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mùa xuân ấy
ngay lập tức đã bị thiếu rượu và cả gia đình rất lo lắng. Cách riêng đôi bạn trẻ, đôi viên ương. Tuy nhiên, sự lo lắng của họ đã được ánh mắt Đức Mẹ nhìn đến. Đức Mẹ Maria với ánh mắt trìu mến nhân từ đã thấy được sự lo lắng của gia đình và đôi viên ương. Mẹ Maria đã nói với Chúa Giêsu: "Con ơi, họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu được trả lời: "Việc ấy thì có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến." Tuy nhiên, Đức Mẹ với tâm hồn của một người mẹ vừa rất tin ở Chúa Giêsu, tin là Chúa Giêsu có quyền năng phép tắc làm được mọi sự, tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng của mẹ mà mẹ sinh ra nơi mang cỏ đê bê, mẹ Maria với niềm tin của một người Kitô hữu, một người tín hữu đầu tiên, tin và thương vâng với sự thật truyền tin, thì mẹ Maria tin Chúa Giêsu có quyền năng làm được mọi sự. Cho nên mẹ Maria quay sang nói với các gia nhân: "Này các anh, người có bảo gì thì hãy cứ làm theo." Chúa Giêsu nói với các gia nhân đổ hết nước đầy các chung ở trong gia đình đó. Các chung đấy được dùng trong nghi thức thanh tẩy của người Do Thái. Thì khi họ đổ đầy nước vào các chung, Chúa Giêsu nói: "Hãy múc nước ấy đem cho ông quản tiền nếm thử đi." Họ đã đem đi và ông quản tiền nếm thử nước lúc này đã hóa thành rượu ngon mà ông không hề biết ai đã làm ra điều ấy. Ông mới bị trách cứ chú rể rằng người ta có hết đại rượu cho khách đám cưới thì hết rượu ngon chứa, tại vì người ta lúc đấy còn tỉnh táo cảm nhận được rượu ngon, nhưng khi người ta uống rượu lâu người ta xỉn rồi, không còn phân biệt được rượu ngon với rượu tốt, thì người ta lại đem rượu xoài thơm ra cho khách uống. Còn ông là chú rể của đám tiệc này, sao ông lại giữ rượu ngon hảo hạng cho đến giờ này, mãi đến giờ này mà vẫn còn rượu ngon như thế này? Đấy, chỉ có những người gia nhân đã uống nước thì biết là chính nước ấy do Chúa Giêsu làm phép lạ biến thành rượu ngon. Và đấy là dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm trong ngày mùa xuân mới của một đám cưới và đem lại mùa xuân trọn vẹn cho gia đình hai bên cũng như chính đôi uyên ương. Hôm nay chúng ta đến với Chúa nơi linh đài, nơi đất linh điện này, nơi đất mà đã từng xảy ra một phép lạ lớn lao. Chúng ta cùng với tất cả niềm tin ấy, chúng ta xin với Chúa là cha nhân từ chúng ta những lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là cha nhân từ của chúng con, mùa xuân của chúng con vừa mới bắt đầu, năm mới mộng tốt 2018 vừa mới sang, chúng con tạ ơn cha vì một năm mới. Chúng con đến đây ngày đầu xuân với tất cả niềm tin như gia đình tại Cana năm xưa. Chúng con lại càng hạnh phúc khi có mẹ ở mùa xuân này với chúng con, và chúng con đến với mẹ trong mùa xuân mới này. Xin cha lắng nghe những tâm tư, tâm tư tình cảm, những lo lắng, nỗi buồn, những hoang mang sợ sệt, những ưu tư đầy ắp khó lòng của chúng con, những bất tập, những đau đớn với thân xác mà chúng con phải mang lấy. Xin cha đoán gì đến và thấy được những đau khổ, thấy những lo lắng sợ hãi bệnh tật của chúng con, mà nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria mẹ hằng cứu giúp, xin cha ban cho chúng con vơi bớt khỏi bên và được những may lành phúc đức trong mùa xuân mới này. Tất cả những ý nguyện ấy chúng con dâng lên cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mùa xuân có mẹ là mùa xuân đẹp nhất, và mọi lo lắng, mọi ưu tư có mẹ cũng sẽ biến thành mùa xuân. Chúng ta hướng về Đức Mẹ, linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp và hát chào mẹ. Amen.
ngày đầu xuân mới. Năm nay chúng con anh em lớp cùng lớp ở trong dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 20 năm chúng con thánh dòng lần đầu, và con cách đây vài năm con có một cái ước nguyện, con cầu xin với Đức Mẹ là con rất ao ước năm này kỷ niệm 20 năm thánh dòng con được đi hành hương đất thánh ở Israel, vì con cũng đi dạy học về kinh thánh, cho nên con rất ao ước được đi đến chính những nơi chân Chúa đã đi qua, những nơi mà Đức Mẹ đã sống, nơi mà Đức Mẹ đã xin Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước lã thành rượu ngon, sẽ được đi đến chính những nơi đấy. Và con không ngờ tháng riêng con dự tính đi nhưng không đi được, cũng một phần là vì chưa có tiền, cũng vì lý do có công việc quan trọng của nhà giàu. Thế rồi con tưởng là sẽ trôi qua không được nữa, ai ngờ trong ngày đầu xuân đi chúc Tết, bà cô của con là chị em với lại ông nội con, thì bất chợt cô của con vẫn hỏi rằng cha Phú, cha đi dạy kinh thánh mà cha có muốn đi sang đất thánh Israel không? Tự nhiên cô hỏi con mà tại cô đi rồi. Con mới nói rằng có chứ. Và cô nói nếu cha muốn như vậy thì cô sẽ cho con một nửa bé, nghĩa là hơn 20 triệu. Và cô ngay ngày đầu xuân đã đưa cho con hết đầy đủ bằng tiền đô. Cho nên chính con năm nay con muốn đến để tạ ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp tại La Mã Bến Tre này. Nếu bà chị em thấy đấy là một niềm vui mà chị em cũng muốn được thì chúng ta nổ một trăm hóa tay thiên lớn lên trên mẹ ba và mẹ hằng cứu giúp của chúng ta. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Anh chị em rất thân mến, Đức Mẹ không chỉ ban cho chúng ta chỉ là những tu sĩ linh mục đâu, mà rất nhiều người trong ông bà chị em cũng được ơn. Và cái niềm của những người được ơn Chúa Đức Mẹ ban cho thì sẽ rất là muốn kể và trình bày lại cho những người khác được biết.
về để vững niềm tin cần trông với Đức Mẹ, chạy đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Cũng trong ngày mùng 3 Tết vừa qua, con đi chúc Tết một nhà ông bà cố vừa họ hàng mà vừa rất thân thiết, thì đồng thời lại có ông bà xui của ông bà cố ấy đang ở tại đó chúc Tết. Bà xui nữa lại là con cái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hội viên hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con nên cùng vui chúc Tết cũng rất là vui vẻ. Rồi sau tới giờ con phải về lại đền Đức Mẹ Cứu Giúp tại Sài Gòn để hành hương ban chiều. Con nên hỏi bà là con gái rất là sùng đạo, rất là sùng mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bà có thể kể cho con nghe bà được ơn lần nào của Đức Mẹ chứ? Bà nói nhiều lắm chứ. Và thưa mẹ, xin bà kể một ơn thôi để con có thể chia sẻ ngày mùng năm Tết ở tại La Mã Đức Tre. Mới nói rằng cái đình con ban đầu lập cư ở Đức Bình Thuận, giáo xứ Bình Thuận với Bình Tân, rất là vẻ nghèo khổ lắm, nhưng con vẫn vững niềm tin cầu nguyện với Đức Mẹ Cứu Giúp rất nhiều, vì bà rất tin ở Đức Mẹ Cứu Giúp và siêng năng đi đến đền Đức Mẹ Cứu Giúp. Và rồi cha biết không, bao nhiêu đất đai con dần dần con mua được. Rồi sau này, từng bước, nhiều khó khăn lắm. Vậy mà bây giờ bao nhiêu đất đều được sổ đỏ đầy đủ hết. Và bây giờ gia đình con rất là bình an và hạnh phúc. Chúng con tin là do Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cầu bầu với Chúa và ban cho chúng con được như vậy. Cho nên bà rất là sùng mộ và yêu mến Đức Mẹ Cứu Giúp và năng đi hành hương Đức Mẹ Cứu Giúp lắm. Ông bà chị em thấy đấy cũng là một tin vui của một người đầu năm mới này. Chúng ta hiệp với người chị em đó một tràng pháo tay thiêng lớn nữa để ngợi khen mẹ Hằng Cứu Giúp luôn luôn lắng nghe và ban ơn cho những người con của mình. Vậy điều chúng ta đến với Chúa Đức Mẹ ngày đầu năm mới này, chắc chắn chúng ta mới ở cổng, ở ngoài đường thôi, xem chúng ta mới ở đền, ở ngoài đường thôi, thì Đức Mẹ đã nhìn thấy chúng ta từ xa, đúng như Kinh Thánh. Ông bố có người con đi xa mà rồi tứ con tư đần xa mà ông bố đã nhìn thấy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người con của Đức Mẹ ở nơi xa. Con nhìn thấy bảng số xe, có số thì 53, có số thì 63, rồi số 71, nhiều bảng xe, nhiều số. Nghĩa là nhiều vùng khác nhau, từ xa đến lặn lội bao nhiêu cây số, bao nhiêu tiếng đồng hồ, vất vả mệt mỏi. Chúng ta là những người con từ nơi xa đến với Đức Mẹ nơi đây. Thì từ chúng ta từ đằng xa, Đức Mẹ đã thấy rồi. Và Đức Mẹ đã nhìn được trong lòng chúng ta những gì chúng ta muốn đem đến. Chúng ta muốn xin với Đức Mẹ, chúng ta muốn cầu nguyện cho gia đình mình, cho vợ, chồng, con cái. Đức Mẹ thấy hết. Đức Mẹ biết hết. Vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và chúng ta đến đây với niềm tin, nhìn lên Đức Mẹ, chúng ta thấy Đức Mẹ luôn nhìn chúng ta. Câu chuyện tại sao chúng ta lại mùng năm Tết đến đây? Tại sao chúng ta không ở Sài Gòn? Tại sao chúng ta ở Vũng Tàu? Tại sao chúng ta ở nơi khác và nhà mình đi mùng năm Tết để vui chơi cho nó thích? Tại sao mùng năm Tết lại lăn lộn vất vả đường xa đến đây? Một nơi ta gọi là cũng là heo hút xa xôi, chỉ toàn là ống dừa và sông nước. Đường xá thì hồ nghề, đâu có sung sướng bằng Sài Gòn, đâu có sung sướng bằng nhà mình. Vất vả nắng nôi như thế này, ở nhà mở máy lạnh khỏe, xem tivi cho nó khỏe, tại sao lại hành xác đến đây? Xin thưa, vì đây là nhà mẹ của chúng ta, đây là ngôi nhà của người mẹ dấu yêu của chúng ta, đây là đất mà mẹ đã làm phép lạ, cho nên đây là linh địa, đây là đất thánh, đây là nơi thiêng liêng, đây là nơi Đức Mẹ đã cho để làm nhà của mình. Mà làm nhà của mẹ thì là nơi quy tụ con cái từ khắp phương xa.
xa, cứ ngày Tết quy tụ về lại về nhà mẹ. Mà nơi nhà mẹ là có tất cả, nơi nhà của mẹ là có tất cả, có tình thương, có lòng thương xót, có ân sủng, có sự cứu giúp, có sự ban ơn. Nơi nhà của mẹ là tất cả, ông bà chị em có đồng ý, nơi nhà của người mẹ là người con có thể nhận được tất cả không? Nếu chúng ta tin như vậy, nhìn lên mẹ chúng ta nổ một tràng pháo tay thiêng lớn diễn tả lòng tin của chúng ta, nơi nhà của mẹ chúng ta sẽ có tất cả. Đây là nơi chờ cho chúng ta một câu chuyện đã từ nhiều năm trước. Nơi đây đã từng xảy ra chiến tranh loạn lạc, đói khổ, người chết cũng nhiều, nhà cửa tan nát, người ta sống trong đau khổ và tuyệt vọng vì chiến tranh đạn lạc. Người ta phải nghe, cứ nghe tiếng bom rú đạn rơi là người ta phải rút xuống sình, người ta phải chui xuống ruộng, người ta phải tìm chỗ trốn, mà nhiều người cũng vẫn phải chết vì bom đạn. Thì có một gia đình kia tên là ông Hà, ông có lòng yêu mê đức mẹ của Chúa Giúp, cho nên khi gia đình ông với mọi người bỏ chạy xứ khỏi xứ để đi trốn đạn, trốn bom ở nơi an toàn, thì ông không đành lòng nghĩ về đức mẹ hằng Chúa Giúp đang ở trong nhà thờ lẻ loi trong bom đạn, không ai chăm sóc cầu nguyện. Ban đêm ông liều lĩnh chấp nhận bom đạn, chấp nhận có thể mất mạng, ông nén về nhà thờ lại để rước lên ảnh đức mẹ về lại chỗ nhà mình. Rồi ông trao lên ảnh đức mẹ Hằng Chúa Giúp đó cho người con trai tên là anh Thành. Nhưng anh Thành này sau đó lại gác bức ảnh vì cũng anh Thành này sau đó không hiểu làm sao giữ bức ảnh, rồi chiến tranh loạn lạc lại xảy ra, lại bỏ chạy, lại thất lạc, và cuối cùng thất lạc bức ảnh đức mẹ Hằng Chúa Giúp đó không ai biết hết. Thế rồi ngày kia một người phụ nữ đào cao đài đi xúc tôm xúc tép ở trong đầy đồng, thì tình cờ tìm thấy một bức ảnh, và bà ta trao bức ảnh đó cho ông Hà. Ông Hà nhận ra đấy là bức ảnh đức mẹ cứu giúp, nhưng mà 3 tháng nằm dưới bụi sình khiến cho bức lên ảnh bức ảnh đức mẹ cứu giúp phai mờ hết hình và lụng lỗ nhiều chỗ. Ông đưa về cho người con trai tên Thành. Anh này thấy bức ảnh cũ rồi, cho nên gác lên mái trên nhà để che nắng che mưa. Ông Hà sang thăm con thấy vậy, sợ bất kính với Chúa đức mẹ, lại rước đức mẹ về đặt trong nhà mình trước tấm vách lá đơn sơ nghèo khổ. Thế rồi lại xảy ra chiến tranh, lại xảy ra bom đạn tơi bời. Ông và người con trai út trong nhà không kịp chạy đi đâu để trốn hết, chùi rút ngay xuống dưới cầm bàn thờ có bức ảnh đức mẹ cứu giúp bên trên. Bom đạn tơi bời rồi cũng qua, gia đình ông tan nát nhiều lỗ đạn. Thế nhưng khi hai cha con còn sống, vui mừng chạy ra trước bàn thờ để tạ ơn Chúa đức mẹ vì mình còn sống, thì nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ thì hối ôi không thể tin được, những dấu vết của bức ảnh đức mẹ cứu giúp mất trước đây nay dần dần lộ hình ra, dần dần Chúa đức mẹ như hiên ra để ôm lấy hai cha con trong cơn hoảng loạn sợ hãi, bảo vệ chở che cho an toàn. Và sau đó hai cha con hô lên phép lại, mọi người hãy đến chứng kiến thấy đúng như vậy, và bước lên ảnh đức mẹ Hằng Chúa Giúp dần dần lại hiện ra đầy đủ mọi chi tiết và xinh đẹp lạ thường. Bức ảnh phép lạ ấy nay đang ở trong nhà thờ đây mà ông ta có thể đến thăm. Vậy một lần nữa chúng ta đến với mẹ hoặc là nhà để ban ơn cho bà con phương xa, chúng ta với niềm tin chạy đến với đức mẹ trong ngày xuân mới này. Xin cộng đoàn cùng với ca đoàn hát bài ca mùa xuân có mẹ là có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.